Tác phẩm Chiếc lá cuối cùng. Bạn đang nghe bài viết trên download.vn. Sue và Jonesy là hai nữ họa sĩ nghèo, còn trẻ, sống trong một căn hộ thuê ở gần công viên Washington. Cụ Berman cũng là một họa sĩ nghèo thuê phòng ở tầng dưới. 40 năm nay cụ mơ ước vẽ một kiệt tác nhưng chưa thực hiện được. Cụ thường ngồi làm mẫu vẽ cho các họa sĩ để kiếm tiền. Lúc ấy là vào mùa đông. Jonesy bị bệnh xương phổi. Bệnh tật và nghèo túng khiến cô tuyệt vọng không muốn sống nữa. Cô đếm từng chiếc lá còn lại trên cây thường xuân bám vào bức tường gạch đối diện với cửa sổ. Chờ khi nào chiếc lá cuối cùng rụng nốt thì cô cũng buông xuôi, lìa đời. Khi hai người lên trên gác thì Jonesy đang ngủ. Siêu kéo tấm mảnh mảnh sống che kín cửa sổ và ra hiệu cho cụ Berman sang buồng bên cạnh. Sang đến nơi, họ sẹo sệt ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn cây thường xuân. Rồi họ nhìn nhau một lát, chẳng nói năng gì. Một cơn mưa lạnh lẽo, dai dẳng vẫn đang rơi, lẫn cùng với tuyết. Cụ Berman mặc chiếc sơ mi cũ màu xanh, ngồi đóng vai một tay thợ mỏ già trên cái ấm đun nước lật úp giả làm tảng đá. Sáng hôm sau, Siêu tỉnh dậy sau khi chợp mắt được một tiếng đồng hồ thì thấy Jonesy đang mở to cặp mắt thẫn thờ nhìn tấm mảnh màu xanh đã kéo xuống. Kéo nó lên, em muốn nhìn, cô thều thào ra lệnh. Siêu làm theo một cách chán nản. Nhưng, ô kia, sau trận mưa vùi dập và những cơn gió phũ phàng kéo dài suốt cả một đêm, tưởng chừng như không bao giờ dứt, vẫn còn một chiếc lá thường xuân bám trên bức tường gạch. Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây. Ở gần cuống lá còn giữ màu xanh sẫm, nhưng với rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng ua, chiếc lá vẫn dũng cảm treo bám vào cành cách mặt đất chừng 20 bộ. Đó là chiếc lá cuối cùng, Jonesy nói, em cứ tưởng là nhất định trong đêm vừa qua nó đã rụng. Em nghe thấy gió thổi. Hôm nay nó sẽ rụng thôi và cùng lúc đó thì em sẽ chết. Em thân yêu, Siêu nói, cúi khuôn mặt hốc hác xuống gần gối, em hãy nghĩ đến chị, nếu em không còn muốn nghĩ đến mình nữa. Chị sẽ làm gì đây? Nhưng Jonesy không trả lời. Cái cô đơn nhất trong khắp thế gian là một tâm hồn đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình. Khi những dây ràng buộc cô với tình bạn và với thế gian cứ lơi lỏng dần từng sợi một, ý nghĩ kỳ quặc ấy hình như càng choán lấy tâm trí cô mạnh mẽ hơn. Ngày hôm đó trôi qua và ngay cả trong ánh hoàng hôn, họ vẫn có thể trông thấy chiếc lá thường xuân đơn độc níu vào cái cuống của nó trên tường. Thế rồi, cùng với màn đêm buông xuống, gió bấc lại ào ào, trong khi mưa vẫn đập mạnh vào cửa sổ và rơi lộp độp xuống đất từ mái hiên thấp kiểu Hà Lan. Khi trời vừa hửng sáng thì Jonesy, con người tàn nhẫn, lại ra lệnh kéo mảnh lên. Chiếc lá thường xuân vẫn còn đó. Jonesy nằm nhìn chiếc lá hồi lâu. Rồi cô gọi Siêu đang quấy món cháo gà trên lò hơi đốt. Em thật là một con bé hư, chị Siêu thân yêu ơi. Jonesy nói, có một cái gì đấy đã làm cho chiếc lá cuối cùng vẫn còn đó để cho em thấy rằng mình đã tệ như thế nào. Muốn chết là một tội. Giờ thì chị có thể cho em xin tí cháo và chút sữa pha ít rượu vang đỏ và khoan đưa cho em chiếc gương tay trước đã, rồi xếp mấy chiếc gối lại quanh em, để em ngồi dậy xem chị nấu nướng. Một tiếng đồng hồ sau, cô nói, chị Siêu thân yêu ơi, một ngày nào đó em hy vọng sẽ được vẽ vịnh Naples. Buổi chiều, bác sĩ tới và khi ông ra về, Siêu kiếm cớ ra ngoài hành lang. Được 5 phần 10 rồi, bác sĩ nói và cầm lấy bàn tay mảnh rẻ run rẩy của Siêu. Chăm sóc chu đáo thì chị sẽ thắng. Và bây giờ tôi phải xuống dưới nhà thăm một bệnh nhân khác, tên là Berman, hình như là một nghệ sĩ thì phải. Cũng lại chứng xương phổi. Ông cụ là một người già yếu, bệnh tình nguy kịch. Chẳng còn hy vọng gì, nhưng hôm nay ông cụ sẽ vào nằm bệnh viện để được chăm sóc chu đáo hơn. Hôm sau, bác sĩ bảo Siêu, cô ấy khỏi nguy hiểm rồi, chị đã thắng. Giờ chỉ còn việc bồi dưỡng và chăm nom thế thôi. Và buổi chiều hôm đó, Siêu tới bên giường Jonesy nằm, thấy Jonesy đang vui vẻ đan một chiếc khăn choàng len màu xanh thẫm rất vô dụng, chị ôm lấy người Jonesy lẫn những chiếc gối. Chị có chuyện này muốn nói với em, con chuột bạch của chị, cô nói, cụ Berman đã chết vì xương phổi hôm nay ở bệnh viện rồi. Cụ ốm chỉ có 2 ngày. Buổi sáng ngày thứ nhất, bác gác cổng thấy cụ ốm nặng trong căn phòng của cụ ở tầng dưới. Giày và áo quần của cụ ướt sũng và lạnh buốt. Chẳng ai hình dung nổi cụ đã ở đâu trong một đêm khủng khiếp như thế. Nhưng rồi người ta tìm thấy một chiếc đèn bão vẫn còn thắp sáng và một chiếc thang đã bị lôi ra khỏi chỗ để của nó, và vài chiếc bút lông rơi vung vãi, và một bảng pha màu có màu xanh và màu vàng trộn lẫn với nhau. Và em thân yêu ơi, em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chiếc lá thường xuân cuối cùng ở trên tường. Em có lấy làm lạ tại sao chẳng bao giờ nó rung rinh hoặc lay động khi gió thổi không? Ồ, em thân yêu,
Đó chính là kiệt tác của cụ Berman. Cụ vẽ nó ở đấy vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng.